Ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế tổ chức hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức với môn bóng chuyền, có 5 đội tham gia gồm đoàn thanh niên, nông dân, cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự. Qua đó, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đoàn kết, giao lưu, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, ấm áp cho nhân dân trong dịp Tết đến xuân về.